nhật vui vẻ nhá. Ở bên đấy thì có gì nhớ tớ thì cũng đừng thôi, tớ cũng không biết chúc mình nhiều, nhưng mà lớn cậu hãy sống vui vẻ nhá, vui vẻ nhá. Ở đây cô cũng bảo tớ đẹp không? Chào anh Bo, anh Bo đi xuất khẩu lao động thế nào? Nếu mà có thiếu rẻ lau thì cứ nhắn tin về em gửi cho nhé. Tạm biệt hết rồi đấy. Chúc mừng linh lực. Không có thanh đi. Chúc mừng sinh nhật mẹ, chúc mẹ ngày càng tươi trẻ, trẻ khỏe. Sang bên đấy thì cố gắng kiếm thêm một bố nữa cho con. Và bao giờ về mẹ nhớ mua bà con nhá. Phương Anh cho tớ nữa. Xin chào Phương Anh. Tớ lát đây. Nên chúc gì Phương Anh nhỉ? Chúc Phương Anh là sẽ thông minh hơn. Thông minh hơn nữa. Là được kết quả cao trong học tập này. Xinh đẹp hơn, cao hơn. Phương Anh, Phương Anh đẹp cậu. Chúc cậu mạnh khỏe, học giỏi và xinh đẹp đấy. Chán cao phết nhỉ, vẫn chưa bằng Phương Anh không? Hôm nay một ngày mới đẹp trời, mới 20 tháng 10. Tớ vừa đi một lúc mệt rất là mệt. Nhưng mà do sức ép công việc, do bạn bè rủ dê, do mấy đứa khốn nạn lôi kéo. Tôi không trẻ vừa do thôi. Bản thân của tớ. Chúc Phương Anh có một ngày sinh nhật vui vẻ. 20 tháng 10. Chúc Phương Anh có một ngày 20 tháng 10 hạnh phúc. Mọi người đang ở bên Mỹ sẽ không được nhận quà đâu, bọn Mỹ giả bảo kỳ bo lắm. Chị, hôm nay là ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam. Em muốn có một bông hoa dành tặng chị đây. Trời ơi, tên. Và sắp tới là ngày sinh nhật chị, ngày 22. Em cũng rất muốn chúc mừng chị sinh nhật vui vẻ. Sống con trai, xinh đẹp. Và em xin giới thiệu, đây là trường Kinh tế Quốc dân. Nhưng đây chỉ là cùng ký túc xá thôi nhá. Đó, rất là đẹp đúng không? Chị đáng lẽ chị phải vào trường em học mới đúng. Và học cái trường đấy làm gì? Chị học ở nước ngoài có vui không? Có bị thấy nhớ nhà hay thế nào không? Thì về hè về nhớ tổ chức tiệc cái thứ nhá. Mà em mua cả quà chị ở đấy. Thế đấy nhỉ? Thôi em chúc mừng chị sinh nhật vui vẻ và hoa này cho chị nữa. Đây. Ủa đi Thanh ơi. Hi, my name is Thanh. Happy birthday to you. Chị ơi hiền thật là bựa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Phương Anh. Happy birthday to mẹ. Cho có chút không khí Hà Nội, bọn tôi sẽ đi đường và cho thấy người ít khói, cho thấy cảm giác tắc đường. Thế bên Mỹ là không tắc đường đâu đúng không? Mà đường hôm nay không tắc à? Bye-bye.
Mà con đang đứng ở đèn đỏ rồi đó, 53 giây. Đây là cảnh đường Hà Nội. Chưa được mấy người đâu. 23 ngày 20 tháng 10. Mấy người rồi. Sao đâu, tại vì tao quay ngược mà, tao quay dọc cả ngang một cả dọc cả ngang mà. Anh có biết là mọi người đi đường đều đó là một đi chợ hơi không? À, đây là cảnh vượt đèn đỏ. Đèn vẫn đỏ cho người. Đừng chúc đông xe rồi. Để tao chúc nào. Chúc bọn anh có một ngày vui vẻ. Đi đường không tắc như bọn tớ. Sáng tôi tắc đường liên tục tốn xăng quá. Đổ xăng mấy phát rồi đấy. Đâu? Ui cao thế. Đây là học sinh được Hà Nội. Đại học xây dựng Hà Nội. Có nhầm hào ấy. Vâng, và đây vẫn là trường Trần Đại Nghĩa. Mọi người đang đi lại rất là tất tả. Trường chị có như thế này không nhỉ? Hay hay. Đây là chúng ta đi lên được thấy ra trường Đại học Bách Khoa. Cái này là ốc gì à? Ốc nóng. Ốc nóng. Đây là photocopy sản miền Nam. Vâng, và đây là trục cao. Anh đang đi xe. Vâng, và bây giờ con đang ngồi trên xe của Thanh để quay trục cao. Khi ông đi xe anh vặn như thật. Anh là một dân đua thứ thiệt. Tôi dùng mặc áo sơ mi và quần cạc tắm dụng. Thưa chị, hôm nay là ngày 20 tháng 10. Vì thế, em rất muốn chúc phúc chị, một người phụ nữ Việt Nam xinh đẹp. Gì đấy nhỉ? Gợi ý đi. Tài năng. Duyên dáng. Xinh đẹp rồi, giống người gì nữa. Và sắp tới là ngày sinh nhật chị 22 tháng 10. Em rất là muốn chúc chị có được sự hạnh phúc, có được sức khỏe. Và em rất muốn tặng chị một món quà ngay bây giờ. Đây, trời ơi, đây là quà 20 tháng 10 của chị. Vâng, đây. Chúc chị sắp có bạn trai. Bạn trai Mỹ được, bạn trai Việt Nam được. Mà chị ở bên đấy có ai xinh, có ai chân dài nhờ giới thiệu cho em nhé. Em bên đây em đang thiếu bạn gái. Ở đây à, đây là trường kinh tế quốc dân của em. Hú đi, hú đi. Trường này nói chung đây chỉ là một góc thôi. Còn những phần khác là phần trái nhiều. Đến đâu như thế. Và em rất muốn tặng chị một lần nữa. Ôi buồn cười quá. Vâng, chúc mừng chị sinh nhật vui vẻ. Và chúc người phụ nữ của chúng ta Phương Anh. Chúc mừng chị Phương Anh. Và nếu mà mấy đứa cho mấy đứa nước ngoài của chị xem cả cái này nữa, cho chúng nó sợ, chúng nó ghét tị. Nhớ nhá chị nhá. Đây là em đứng rất là lần hai. Em nghĩ là cơ tận hồi để quay không cảnh thật đẹp hơn. Tóm lại là để chúc anh Việt vui vẻ, hạnh phúc và kết quả cao trong học tập và xinh đẹp hơn nữa. Thế là còn gì nữa không? Còn gì nữa nhỉ? Nói chung là tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Hit wings and giant greens make way. Chào mẹ bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu lần.
vậy là hôm nay em cũng em không cho chị, em cho chị khác. Chị, em cho chị, đây là rồi rồi rồi. Hai ba. Để lại, đừng sai. Để đi. Này, đi sai luôn này.